trường thì có những loại áo mưa nào ạ? Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại áo mưa. Về chất liệu thì có PE, PVC, EVA. Đây là vải ni lông trắng ghép PU. Dạ, có nghĩa là nó có một cái lớp chống thấm ở bên trong. Đúng, đây là chống thấm, ni lông chống thấm PU. Dạ. Còn đây là vải ni lông ghép PVC. Về kiểu dáng á, thì cũng rất là nhiều kiểu dáng. Thông dụng nhất là vẫn là kiểu cánh dơi. Thì cái áo cánh dơi thì sẽ được sử dụng cho mọi đối tượng khách hàng. Đó. Dạ, em thấy áo cánh dơi thì có nhiều cái mẫu mã khác nhau, như là áo cánh dơi bình thường, rồi áo cánh dơi có những cái phần trong phía trước này nữa hả chị? Hiện nay á, thì mẫu mã thì thật sự rất là đa dạng. Đây là cái áo cánh dơi truyền thống, nhưng đã được phối thân, phối đèn để tiện dụng khi chúng ta sử dụng đi xe máy. Bên cạnh áo mưa cánh dơi thì không biết là mình còn có những loại áo nào khác nữa không ấy chị? Mình còn cái loại body suit để mặc những lúc mà mưa nhẹ, chống thấm, chống ướt, chống lạnh. Còn đây là cái loại mà như nãy giới thiệu đó, đây là cái loại áo vải ni lông mà tráng PU á, nó rất là nhẹ, phù hợp cho các quý cô văn phòng. Một trong những đặc điểm nổi bật là cái này giống áo mưa cánh dơi mà nó được may liền á. Đúng rồi, cái này là mình may bằng, tại vì bằng vải thì mình phải may. Còn cái này bằng màng nhựa thì mình phải ép. Bên cạnh đó thì để cho các khách hàng mà sử dụng mà trời mưa mà cả ngày đó, mà phải đi xa đó, đi làm xa đó, thì người ta sẽ dùng nguyên bộ như thế này để không bị ướt. Khi chúng ta lựa chọn những chiếc áo mưa thì dựa vào những tiêu chí nào hả chị? Về kích thước á, chúng ta sẽ chọn theo chiều cao của người sử dụng. Về kiểu dáng á, thì chúng ta sẽ chọn theo kiểu dáng, theo nhu cầu, sở thích. Ví dụ như là áo hai đầu đi, thì chúng ta cho các đôi vợ chồng trẻ hoặc là những đôi bạn trẻ. Về áo mà bông xô mà có gắn đèn á, thì giúp chúng ta là coi như là khi đi ban đêm á, thì không bị che cái tầm đèn. Chúng ta sẽ lưu ý cái đường may, đường dán ép phải chắc chắn để chống thấm ướt, để chúng ta dễ dàng di chuyển hơn. Dạ, nhìn rất là thời trang chị ha. Thưa quý vị, với những chiếc áo mưa như thế này thì rất là tiện lợi và kinh tế. Chúng ta đừng nên lựa chọn những chiếc áo mưa ni lông có giá từ 3.000 đến 5.000, bởi vì mặc một lần rồi bỏ, mà trong quá trình sử dụng thì rất dễ dàng bị rách, làm chúng ta bị ướt khi mắc phải mưa. Do đó, tất cả quý vị nên lựa chọn những chiếc áo mưa như thế này để tránh lãng phí các bạn ạ. Vậy không biết là khi chúng ta sử dụng những chiếc áo mưa thì làm cách nào để có thể dùng chúng được lâu ạ? Sau khi sử dụng á, thì chúng ta về, sau khi sử dụng rồi thì chúng ta về chúng ta giũ nhẹ cho sạch nước mưa đi. Và chúng ta phơi ở những phơi nơi khô ráo, thoáng thôi, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và khi phơi thì chúng ta cũng phơi bằng móc như thế này, tránh phơi những cái móc nhọn nó dễ làm thủng áo. Nếu như mà áo chúng ta lỡ bị bẩn thì chúng ta dùng xà phòng và vải mềm để làm sạch áo. Bảo quản áo mưa thì chúng ta đó như giới thiệu là chúng ta chỉ giặt sạch. Chúng ta phơi khô thì chúng ta xếp gấp, xếp cất để chúng ta dùng cho lần sau. Không nên là coi như là giặt sấy bằng máy, dùng dung môi để tẩy rửa, là phẳng áo bằng ủi. Như lúc nãy Minh Toàn cũng chia sẻ với chị là khi mà chúng ta gấp những chiếc áo mưa mà không làm sạch nước ở bên trong thì rất là dễ bị nấm mốc. Thì không biết là có cách nào để chúng ta khắc phục những điều này không ạ? Lấy giấm ăn của mình á, và dùng khăn mềm để lau sạch cái nấm mốc đi. Sau đó chúng ta sẽ giặt sạch lại bằng xà bông và xả sạch lại bằng nước, và sau đó phơi khô. Một lần nữa xin được cảm ơn những tư vấn rất là cụ thể của chị ngày hôm nay. Sau khi đi mưa về, áo mưa cần được bẫy sạch nước và treo lên thật khô rồi mới gấp cất đi. Nên pha loãng xà phòng khi giặt áo mưa, chỉ cần giũ và đem phơi mà không cần vò khi giặt. Sau khi áo mưa khô, xếp lại cẩn thận và bảo quản nơi khô ráo. Tránh để những vật nặng đè lên áo mưa vì sẽ tạo nên những nếp nhăn dẫn đến bong tróc áo.